Xin chào, Hàn Quốc là quốc gia Cộng hòa lập hiến thuộc khu vực Đông Á, nằm trên nửa phía nam của bán đảo Triều Tiên. Biên giới trên bộ cũng như trên biển ở phía bắc giáp với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thông qua khu vực phi quân sự Liên Triều và vùng biển Bắc Triều Tiên qua đường giới hạn phía bắc, phía đông tiếp giáp biển Nhật Bản, phía nam giáp với đảo Kyushu, Nhật Bản thông qua eo biển Triều Tiên và phía tây là biển Hoàng Hải. Hàn Quốc có khí hậu ôn đới, địa hình chủ yếu là đồi núi, lãnh thổ trải rộng 100.363 km², quy mô dân số ước tính vào khoảng hơn 51 triệu người với 99% cư dân là người Triều Tiên. Hàn Quốc được coi là một quốc gia dân tộc. Sau khi thành lập, Hàn Quốc trải qua chiến tranh Triều Tiên trong các thập niên từ 1960 đến đầu thế kỷ 21. Với sự kiện kỳ tích sông Hán, kinh tế Hàn Quốc đã được khôi phục, phát triển vượt bậc và trở thành một nền kinh tế lớn. Năm 1996, Hàn Quốc chính thức bước vào hàng ngũ các quốc gia công nghiệp phát triển khi gia nhập OECD. Hàn Quốc là quốc gia tiến hành công nghiệp hóa thứ hai trong lịch sử châu Á sau Nhật Bản, là một trong bốn con rồng kinh tế châu Á cùng với Đài Loan, Hồng Kông và Singapore, thành viên của hầu hết các tổ chức toàn cầu lớn trong đó nổi bật như Liên Hợp Quốc, G20, Câu lạc bộ Paris, IAEA, OECD, WTO, APEC. Có chỉ số phát triển con người rất cao, là nền kinh tế lớn thứ 10 thế giới, có chỉ số dân chủ cao nhất châu Á. Mặc dù đã ký hiệp ước không phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, quốc gia này vẫn duy trì một lực lượng quân đội hiện đại đứng hạng 8 về ngân sách quốc phòng năm 2021, đồng thời là nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ 10 thế giới năm 2020. Hộ chiếu Hàn Quốc nằm trong nhóm quyền lực nhất thế giới cùng Nhật Bản, Singapore, hiện đang giữ hạng 2 năm 2021 và có những thời điểm vươn lên số 1 toàn cầu, đứng thứ 2 châu Á, sau Nhật Bản, hạng 17 thế giới về chỉ số tiến bộ xã hội, được công nhận là một cường quốc khu vực tại Đông Á, cường quốc bậc trung trên thế giới cũng như là một trong những đồng minh không thuộc khối NATO quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ. Hàn Quốc có nhiều khu du lịch với cảnh đẹp cũng như văn hóa giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Thủ đô Seoul có nhiều cung điện hoàng gia cổ được xây dựng từ thời Joseon. Ngoài ra, những trung tâm giải trí lớn như Lotte World, công viên Everland, các chợ Dongdaemun, Gwangjang, Noryangjin, Gyeongdong, Namdaemun và Jagalki luôn nhộn nhịp, du khách tới đây có thể dễ dàng tìm mua đủ các loại thực phẩm, hàng hóa theo nhu cầu. Ngoài Seoul, Hàn Quốc còn có các điểm du lịch nổi tiếng khác như đảo Nami, đảo Jeju, đỉnh Namsan, núi Sirak, bãi biển Hyeonde, khu phi quân sự Triều Tiên, Myeongdong, Incheon, Busan, Gongju, Gangwon, Yongin hay Jeonju. Trong năm 2016, Hàn Quốc đón khoảng 17 triệu lượt khách du lịch nước ngoài. Viện nghiên cứu Hyundai cũng báo cáo rằng làn sóng Hàn Quốc có tác động trực tiếp trong việc khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài ngược trở lại thị trường nước này thông qua nhu cầu lớn về sản phẩm cùng chất lượng dịch vụ du lịch, đặc biệt là từ Trung Quốc và Nhật Bản. Ngành du lịch Hàn Quốc được phát triển, quảng bá và thúc đẩy bởi nhiều yếu tố như chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ, các chiến dịch truyền thông đại chúng, sự phổ biến của nhạc K-pop cùng điện ảnh. Ngoài ra còn có những thế mạnh tự nhiên khác như văn hóa truyền thống, ẩm thực và cảnh quan môi trường tự nhiên. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc đã phát triển và truyền bá mạnh mẽ văn hóa Hàn Quốc ra phạm vi toàn cầu, hay còn được biết đến với tên gọi làn sóng Hàn Quốc. Mặc dù là một quốc gia phát triển, tuy nhiên hiện nay, Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn như tình trạng lão hóa dân số do tỷ lệ sinh cũng như kết hôn giảm mạnh, các định kiến xã hội vẫn tồn tại, thất nghiệp, áp lực cuộc sống cao cùng nạn tự sát, bất bình đẳng xã hội với khoảng cách của sự phân hóa giàu nghèo đang ngày một gia tăng. Video đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại!